Ngày 25 tháng 5 năm 2018, ngay sau khi cập cảng Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, các ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đi trên tàu cá QNG-90491TS và QNG-95635TS đã trình báo với Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi về việc bị tàu nước ngoài tấn công, cướp tài sản khi làm nghề trên ngư trường truyền thống ở vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Ngư dân Lê Văn Năm là thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá QNG-90491TS tường trình khoảng 12 giờ ngày 15 tháng 5 năm 2018. Khi đang đánh bắt tại vùng biển cách đảo Bạch Quy thuộc quần đảo Hoàng Sa khoảng 10 hải lý về hướng đông thì bị tàu nước ngoài mang số hiệu 46101 truy đuổi và tông va. Sau khi tàu nước ngoài áp sát tàu cá của ông Năm thì những người đi trên tàu nước ngoài dùng súng khống chế, uy hiếp ngư dân và cướp 200 tấm lưới, 600kg hải sản. Mấy ông tới là tôi đường dòm thỏ trâu tôi tránh né, mà cuối cùng mấy ông kìm tới tôi là mấy ông kìa đồ đoạn ốc thôi. Ông nói làm gì mà em cướp vậy thôi. Nó lấy số có của tôi, có cao của tôi là nó chắc hết trên tà của nó đâu. Bắt đầu nó lấy có xa trước, rồi bắt đầu xa này, bắt đầu nó mới còn mấy cái nó mới đổ xa. Rồi bắt đầu nó mới tới nó tóc lớn. Thì tôi chọn ra là tôi nói anh không có nó súng ống rồi nữa, tôi len lộn gì đó luôn. Tôi mở bo làng bìa đó. Tôi kêu bây giờ mày mấy ông sao mấy ông bán tôi chết mẹ đi đông lớn đi chứ mà rồi cái ghề của tôi là không có để cho mấy ông hốc. Cũng tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa, vào ngày 13 tháng 5 năm 2018, tàu cá QNG-95635TS do ngư dân Trần Quốc Vũ làm thuyền trưởng trong lúc đánh bắt cũng bị tàu sắt mang số hiệu 46002 truy đuổi khống chế. Sau khi lục soát tàu cá, những người đi trên tàu cướp 62 tấm lưới, 400kg hải sản và nhiều ngư cụ. Theo thống kê của hai chủ tàu thì tổng thiệt hại gần 200 triệu đồng. Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã xuống hai tàu cá kiểm tra để báo cáo lên cấp trên có hướng xử lý.